Hai Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Hồi sáng á, Hai Sướng có đặt mấy cái lú 12 cuối ngục á. Tại vì hôm qua có trời mưa lớn quá trời, lúc sáng mình thấy cá ụt á. Cái mình giăng và buổi chiều thì thăm mình kiếm bữa cơm chiều. Mời cô chú anh chị các bạn cùng xem clip nha. Có gì hay nó quẩn hả? Ghê vậy, đâu coi thấy em vòng này có cây sung quá trời bự luôn. Nhà cây đồng rộng nó nhâm rồi, hay có cá lóc rồi. Có không hai? Chắc cá phi quá, có sạc luôn. Trời cá chơi không bự nữa hai. Nào bốn con. Bốn cá chê. Bốn cá chê với mớ cá sạch. Cá chê chị dạng hai. Chị phi. Cá phi hả? Ừ. Đây ít mấy con. Mưa hôm qua chiều, rồi. Chiều nay giăng nữa. Chiều nay giăng nữa. Cây băng cục này trái quá trời. Băng cục cái cây Likima. Sao dính được cá lóc nó ngon nữa hai. Lên tới trên đây luôn trời. Cá lóc chào bá. Nước đục mới dính nhiều hai. Cá chê nữa hả? Rồi. Ba con nữa hai. Ôi con, ba con này bự à. Ôi. Cái đầu kia có không hả? Đồ đó chết hả? Ba em nữa. Ồ, cá chê. Con vàng ha. Cái ngọc ý. Sao mày có con cá chê này nó có trên mình nó có cái đốm ta? Con kia cũng có hả? Nãy bên kia 12 con kia cũng có nữa. Ừ. Cái trắng nữa. Cái bộ đấy của cha tốt quá trời. Không cần. Này nấu con chua vô ăn thơm. Thì chứ mưa nước cũng lớn nữa. Qua mưa nước quá trời mưa nước mà. Cái tiếng con ve này dễ chịu rồi hai. Thế xíu à. Còn tiếng ve kia trời ơi. Kéo tới đâu sùm tới đó.
Cái này còn mấy cái nữa hai? Hai cái mục cái đúng rồi đó. À, bên vừa bốn. Rồi. Cái sạch không? Cái sặc bướm. Rồi sao thấy im ghê luôn rồi. Im ghê. Cái sặc không hả hai? Cái gì hai bự không? Cái lóc hay cái chê gì đó hai? Cái này cái chê ít. Trời. Này chắc cái chê ở trong mương ra nè. Thử coi. Cái lóc. Ấy. Ủa. Cái lóc. Bự vậy? Rồi. Tiền gu. Còn cái lóc chà bá luôn. Đầu kia không có. Đầu kia chắc em ngu quá. Em ngu. Cái lóc trong mương thôi. Ga hay gì? Lóc đi là mưa rồi. Ồ, mưa đâu có chê không à? Còn cái đâu hay? Cái lóc bự ta. Cái giặt chứ còn cá lóc. Ôi, chung lớn mà hả mũi lừ nha. Có mấy cái sặc hả hai? Đâu được con cá lóc hơn. Cái đúng nhạc. Chạy nhõng đuôi. Cho qua giường này đi cho thoải mái. Kìa kìa cho nó con cá đi. Đi theo hai kìa. Gì đấy gạo? Gạo à. Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi nó chá nắng quá à. Chế xuống vô xíu không? Vô có chá nắng quá. Ngày sướng đi đặt đúng về có cá nhóc luôn. Đặt chút xíu. Làm được bữa cơm chiều. Lại xí rồi, quậy quá rồi, nó nhẽo quá rồi. Ồ, đút tay kìa. Chết rê. Cá chê cái gì lộn xộn. Còn dướng cái bông dây nữa. Dở bông dây nhanh nó bung ra. Rồi, bà lấy cái miệng cho nó rộng ra. Không có còn cái gô luôn. Còn con sót rồi cái cua. Cua. Ồ, này dính vào cá lóc bự quá. Đó. Dính cá lóc bự quá đi gạo ơi. Cá lóc này nấu canh là ngon lành luôn. Ừ. Mình nó biết ăn ha, nấu cháo cá lóc cho nó ăn là được rồi. Ừ. Trời mưa thì cá nó ra là trong mương trong ao nó ra. Mưa hôm mà sáng đặc có. Ừ. Quá chừng đắp mưa luôn. Ồ, cá lóc đồng. Cá lóc đồng. Giờ này dính được con cá lóc bự đầu này được con ốc. Con ốc với cái đồng tông. Đồng tông bay. Mấy cái kia cái chê, con đầu dính cái chê đầu mấy con. Ừ, có nhiều rồi có ít. Cá
này cá sạch không? Ừ, này cá sạch, này con cua. Cá sạch này cũng bự bự. Này được ba cá chê. Ba cá chê. Cá chê phi. À, đâu có chê trắng hả? Chê phi. Giống cái chê trắng con ghê mà không phải, chê phi. Thì mình thấy dẻo nuôi được hết chứ. Sợ nó ra. Nó ra. Mấy cái chê phi này có đốm đen đen. Ừ. Phần mỡ mấy con cua vô. Cá lóc ngon thật. Cá lóc này có 300g đó bạn. Có 300-400. Rồi thấy mùa ngót, mùa tê rồi nấu canh. Cá lóc này hồi mình thấy ra nấu canh. Cá sạch này ướp mắm hạt nêm rồi vô rồi mình chiên. Ướp ướp cá rồi hồi chiên cho hạt nêm nêm với tiêu nước mắm thôi. Chọn chọn thấm chiên về ăn luôn khỏi làm nước mắm. Bắt là nước còn đi thái dao không à? Ừ, đi thái dao nấu canh. Nấu canh xong cá này thấm chiên được. Nên mình thái dao vô. Cái đọt non trên đó không? Rồi, cái tuột đó. Nó chắc được mấy đọt non. Lùng lùng quá cho nó đâm thịt non nữa. Thấy mấy cái đọt này. Đây, cái đọt này quá non luôn. Chín rồi, nhớ bọt không để dao chứ. Nó có nó cắt như thơm rồi nó mới. Làm sổng nó có da. Nó cắt là ngót, là tơi. Mấy cọng hẹ. Mấy cọng hẹ. Cho miếng tiêu vô nó bóc ra. Lấy cá vô kia. Cho cá được cái về xong rồi nó sôi cái về xong rồi. Để cho thêm một miếng nước nữa.
Nó bè cá lại. Nhìn về luôn. Thôi nó kẹo rồi, giờ mình cho hành tiêu vô. Cá này mình chiên vừa đủ ăn. Chiên nhiêu đây đủ ăn rồi, nếu ăn cá kho nữa được. Còn ba cái chê rộng. Chê rộng nó mua mất ăn. Nhà múc canh này ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Hôm nay mới chích thuốc ngừa nó hầm hầm. Nói chung là cô chú anh chị bạn ăn cơm với gia đình của ba chung nha. Hôm nay có bé gạo về nội chơi. Mình mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn cơm với gia đình mình nha. Cái sạc chiên. Bé gạo ăn gì? Còn cá chê nữa kìa, bữa nào mua mất chiên ăn. À, mình mời cô chú anh chị các bạn còn ăn cơm của mình của mình nha. Cá gô. Cá gô trứng nè. Còn cá lóc là mặt ụ không ạ? Cá gô chạy dọc đường lóc lên bắt. Trời mưa này cá nó đi quá trời. Chạy về. Cá lóc trong bụi cỏ. Cá này còn cái cá này. Dán cá gô mà. Thì mưa đi đâu cũng có cá hết. Ồ, cái gô trứng này. Lóc thì rẻ. Nhắc cho anh bán trứng nè. Mà thịt nó cũng bán rồi, thịt cá rô á, mà tương nhiều. Thịt cá rô tháng kia nó kém, hôm nay nó bán lại cũng nhiều. Đó là nước kỳ. Hôm nay hành nhỏ quá. Cơm tắp. Làm chén cơm ta. Làm chén cơm tắp. Có cành. Làm một bát. Miệng không giống không con ơi. Quá chừng nhìn luôn. Chú ba ăn có bụng dễ chảy vậy. Ăn vậy. Ăn gì vậy chú ba? Quá đi. Chân đa, 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 chân đ
nhìn mà tạo quá chừng luôn rồi. Mũi chân em mà mũi không thấm thấm mũi nhà mũi chân hai mũi mà ba vậy đó hả? Mũi một thân đó là mũi 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 cay nó không hông hay gì vậy? Chứa ta mũi chích chứa nè. Không ném nữa. Quá. Nhìn nhìn. Chụp tiếp. Cái lóc mặt quá trời mà có trứng ra đây. Mặt quá trời. Rồi mới không có trứng ngon lắm gì vậy. Cá tự nãy cá mày có chấm hết chưa? Hai Xuống xin kết thúc clip này nha cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Xuống nha.